Thưa quý vị và các bạn, sử dụng gỗ và các phế liệu để làm ra những sản phẩm có tính nghệ thuật độc đáo. Đây là ý tưởng làm kinh tế đầy sáng tạo của hai chàng thanh niên trẻ ở làng Mộc Bãi Ổi, một làng nghề truyền thống nổi tiếng ở thành phố Bắc Giang. Và cũng từ ý tưởng mới mẻ này đã giúp họ làm kinh tế khởi nghiệp ngay tại quê hương. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với họ qua phóng sự sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn có một cái miếng gỗ như thế này trong tay thì quý vị và các bạn sẽ làm gì ạ? Chắc hẳn rất nhiều người sẽ giống như tôi nghĩ rằng là những cái miếng gỗ như thế này thì chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Tuy nhiên dưới đôi bàn tay khéo léo của hai chàng thanh niên này thì những vật tưởng chừng như vô tri vô giác lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Và không những vậy, nó còn đem lại hiệu quả kinh tế. Và đây cũng chính là hướng đi mà hai chàng thanh niên này quyết tâm khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Em có từng một thời gian là em đã đi bốc bùn cưa và đi mua củi vụn ở vùng anh xóm này để mang đi các cái lò hơi, lò đốt. Nhưng mà cảm giác gỗ người ta vứt đi vẫn còn rất là đẹp. Khi mà em có xem một cái vài clip của các cái anh ở bên nước ngoài, thưa em thấy con người phương Tây người ta rất là lịch sự, tận dụng mọi thứ có thể. Sau khi mà em đã thử làm một vài sản phẩm ấy thì em cảm giác ngày càng đam mê nó. Em học trên YouTube là chỉ là một phần thôi. Còn sáng tạo của em là khi ví dụ cũng không phải nó chỉ là tự nhiên nó đến với em thôi. Khi mà chẳng may em lỡ tay em đổ một cái gì đó vào trong cái sản phẩm của mình thì xong lại muốn cố để mà khắc phục nó, nhưng em bỗng dưng em phát hiện ra là nó có một cái vài hướng rất là đẹp, rất là hay. Thế là em ứng dụng thử cho một vài sản phẩm và có gửi mẫu đi cho các bạn bè ở hợp tác đối tác cùng với em, thì các bạn bảo là sản phẩm đẹp thì em cứ thế em ứng dụng và phát triển lên. Khi mà bắt tay vào làm cái sản phẩm đầu tiên thì có những cái sản phẩm nào bị lỗi hay những cái sản phẩm nào mà mình đã phải có thất bại ngay từ lần đầu? Sau khi thử nghiệm khoảng 10 sản phẩm thì em có giới thiệu đến các đại lý rồi các kiến trúc sư ở ngoài Hà Nội. Em đã đẩy đi cả 10 sản phẩm nhưng mà tất cả thu lại được cả 10 sản phẩm đều bị lỗi. Nên em mày mò nghiên cứu nhiều hơn. Cũng may là được các anh kiến trúc sư ở ngoài Hà Nội, anh ấy động viên rất nhiều. Em cũng rất cảm ơn các anh ấy tạo cho một cái cơ hội phát triển những dòng sản phẩm thế này ở Việt Nam. Không có những sản phẩm gai góc xù xì thì không thể có những sản phẩm hoàn chỉnh. Đó là quan niệm của Tuấn và Thành khi lần đầu bắt tay vào thử nghiệm và rồi quyết định phải chinh phục bằng được những kỹ thuật để làm ra sản phẩm đạt yêu cầu. Làm dần từng bước, không nóng vội và ham học hỏi. Điều quan trọng nhất đó chính là sự sáng tạo trong mỗi sản phẩm. Bởi vì đa phần sử dụng nguyên liệu tái chế nên sẽ không có một sản phẩm khuôn mẫu nào. Một hình thức chính là em bán hàng qua mạng Internet. Nhưng mà các cái kênh phân phối của em thì nó không chỉ đơn thuần chỉ là ở do trang cá nhân Facebook của em. Thì qua các đối tác gồm các bạn có cái cộng tác viên, các bạn có fanpage, rồi là các bạn bán sản phẩm cho mình thì các bạn sẽ hưởng phần trăm. Vì không sản xuất đại trà nên trung bình mỗi tháng hai bạn trẻ này làm ra chỉ khoảng từ 15 cho tới 20 sản phẩm. Theo tính toán, trừ chi phí, mỗi người cũng thu về được khoảng 15 triệu đồng. Giờ đây khi đã bắt đầu tiếp cận được thị trường, Thành và Tuấn tiếp tục nuôi dưỡng các ý tưởng để mở rộng quy mô sản xuất.